Vâng, xin chào các bác. Trên tay em đây là cái cần danh chấn 5200. Thì cái cần này là năm ngoái, là kể cả bên hãng hay là không hãng thì cũng rất là đắt tiền và gần như lúc nào cũng cháy hàng. Ngày hôm nay thì nhà em quyết định xả với cái này với giá 3,6 là 160k nha các bác. Một cái mẫu thiết kế mà phải nói là cực kỳ đẹp, mà bây giờ cuối cùng xả đi cũng rất là tiếc. Đấy, em sẽ đi chi tiết cái cần này để anh em xem này. Đây là size 4,5 m, size 4,5 m nhá. Và cái cây cần này thì có đối trọng cao cấp tất cả các size. Đây là đối trọng cao cấp của nó, đối trọng rất là đẹp và cầu kỳ. Cần này thì danh chấn này là của bên ZTIL nha, và có tem mã của bên ZTIL đây. Họ cũng đăng ký bản quyền ở bên Trung Quốc. Và đây là cái mẫu danh chấn thì các bác cũng không còn xa lạ gì nữa với công nghệ 7 màu ở phần nóng gốc. Nghĩa là cho già lắng thì nó sẽ có các cái màu khác nhau ở mỗi góc nhìn khác nhau. Đấy, các bác có thể thấy và cảm nhận luôn. Giá này thì thật sự ra mà nói thì rẻ hơn ở các cái shop lớn rất là nhiều. 160 size 3,6. Đây là phần lắp của cần này, được đính đá rất là đẹp. Bây giờ em sẽ đi chi tiết bên trong của các lóng để các bác xem qua cái độ dày của lóng. Lóng rất là dày đều luôn nha. Độ dày của các lóng cả các lóng đều dày đều đặn như nhau luôn. Ở trên video các bác có thể nhìn thấy được được qua. Và cần này thì cũng có thông số lóng để khi anh em cần lóng thay, lóng bảo hành, lóng thay thì nhắn tin bên em, chỉ cần chụp lại cái thông số lóng ở trên đây là sẽ có thông số lóng để anh em thay lóng. Đây có thông số lóng. Đấy, đây là lóng 4 à, lóng 3, lóng 2 thì tất nhiên là lóng ngọn thì là ngọn rồi, thì nên là nó tính là ngọn rồi nên là cũng không có thông số lóng. Và như trên video các bác cũng có thể thấy được cái mật độ carbon cũng như là phôi carbon. Cần này thì theo cảm nhận của em là 6H, ngọn 1 ly 6, nhưng khẳng định là sẽ lên được test được tĩnh 3 cân thoải mái. Test tĩnh 3 cân thì có nghĩa là câu dòng cá từ 7 đến 15 cân tùy vào khả năng của mỗi bác nào có kỹ thuật câu thì sẽ lên được 15 cân. Còn bác nào hồ tập tuệ câu thì có khi còn 1-2 lạng không biết câu đấy. 1-2 lạng không rơi là không ra được cần, hoặc là buộc trục buộc théo sai thì cũng có thể là 1-2 lạng. Đấy là cái trường hợp không may. Đây là phần gốc của các lóng thì các bác cũng vừa xem qua rồi. Còn đây là phần đầu của các lóng. Phần đầu của các lóng như vậy nha. Vòng chống lỗ thì đương nhiên là phải có rồi, đối với những cái cần 6H là phải có vòng chống lỗ. Còn đây là đầu các lóng này. Đầu các lóng họ sơn rất là dài, gần bằng hai đốt, hơn hai đốt ngón tay, gần bằng một ngón tay luôn, để chống xé chống toạc tuyệt đối. Và cái màu sơn của sơn đầu lóng này lại cùng màu với cả màu cần, nên là trên video có khi là cũng hơi khó nhìn một chút. Đây là cái sơn, cái lóng sẵn cũng có sơn nha, và vẽ kẻ thêm một cái đường ở đây nữa. Này là phải kẻ bằng thủ công này. Đấy, các bác có thể xem những video trước của em khi sang bên xưởng thì là những cái vòng này họ phải vẽ thủ công rất là tỉ mỉ và cẩn thận chi tiết. Đối với một cái cần giá rẻ nhưng mà lại vẫn được làm chi tiết. Đây là phôi, vẫn các bác lại xem lại phôi cần. Đấy, em đang quay ngoài trời ánh sáng để các bác xem trực quan nhất về cây cần, phôi cần, thiết kế của cần, danh chấn thiên hạ này. Đấy. Các bác có thể thấy là ở một góc khác nhau nó sẽ cho một màu khác, màu xanh, màu tím, rồi màu các màu. Đây là công nghệ 7 màu, phun sơn 7 màu. Tiếng phôi cần, tất cả các lóng nhà đều có sơn rãnh chống xé chống toạc, kể lóng sát ngọn đây cũng có này. Nóng sát ngọn cũng phải có để chống xé chống toạc tuyệt đối, và
Ngay sau đây thì em sẽ test tính cây cần này để anh em cảm nhận cái độ cong, độ lấy, độ đàn hồi của cần cũng như là tải tĩnh của nó là bao nhiêu. Thật rồi. Vâng, và sau đây là em sẽ đi bài test quăng quật để các bác nghe tiếng phôi của cần cũng như là test tĩnh để các bác cảm nhận cái độ cong, độ lấy, độ đàn hồi của cây cần này. Và khi cây cần giao đến tay các bác thì là đây là cái nó sẽ như này, một cái túi chất liệu bằng vải và có thêm cái túi bóng này nữa để chống ấm, chống ướt. Còn đây là cái logo cũng như là tem của bên hãng ZTIL nha các bác nhá. Đấy, tem này. Bên ZTIL họ cũng đăng ký bản quyền rồi nên là báo cây này là fake thì chắc là cũng không phải. Đây là một cái logo in chìm ở trên thân cần luôn, cũng là ZTIL. Đấy, như các bác xem các cái video trước của em thì em cũng nói qua về cái mẫu vích rồi. Mẫu vích ở bên đấy các cái xưởng hoặc là cái công ty hoặc là họ cũng đăng ký những cái thương hiệu của họ. Ví dụ như là cái cùng là cái mẫu vích đấy là các xưởng khác đấy, các bên thương hiệu khác cũng làm. Ví dụ như là bên họ lại đẻ tên khác, ví dụ như là King này hoặc là mic này, cái bên vui cũng đã làm theo cái mẫu đấy nhưng mà họ lại đặt là lục mạch thế hệ 2. Đấy, nhưng mà cũng là cái thiết kế của cái cần vic. Còn đây là cái cần thì em nói qua đây là cái cần danh chấn nhưng mà cái này là của bên ZTIL sản xuất. Đấy. Nên là giá của nó sẽ phải chăng hơn rất là nhiều để đến tay anh em. Đây là vẫn là cây cần đấy nhá. Các bác có thể xem lại này. Size 3m6. Khi mua hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đầu tiên là cái đối trọng cao cấp, sau đó các bác ra cần xem có thẳng như những gì video em giới thiệu không. Nếu mà không thẳng và không có cái đối trọng cao cấp này thì các bác hoàn về cho em, chắc có khi là ai ăn trộm đơn của em, sẽ không có cái hàng như này. Đấy, các bác có thể cảm nhận cái tiếng phôi của cần này. 3m6 thì đây là nó hơi ngắn. Đấy, các bác có thể cảm nhận cái tiếng phôi. À, sau đây em sẽ test tính thử trước 2 cân. Nói chung là để mà test cấy thì phải lãi suất cao cơ, nhưng mà em chỉ có lãi suất được 5-10 nghìn nên là không dám test gãy bao nhiêu đơn cho vừa, mà có khi còn về vợ nó còn đánh cho. Đây nha, 2 cân để các bác cảm nhận cái độ cong, độ lấy của cần thôi. Còn tất nhiên là test tính 2 cân thì mình câu dòng vẫn được 5 đến 7 cân tùy vào khả năng của mỗi người xem có biết câu hay không. Không biết câu thì có khi cá vài lạng cũng toang. Đây là 2 cân nhá. Đây là 6 chai nước, mỗi chai 350ml. Đấy, các bác có thể nhìn thấy cái chai nước này. Độ cong, độ lấy của cần này. Nói chung là 2 cân thì rất là dễ dàng thôi. Đấy, còn đây là size 3m6, rất là dễ. Cảm ơn các bác đã xem hết video.